Thưa quý vị, ngay sau phát động của Công an tỉnh Bình Dương, tối qua lực lượng công an các huyện thị thành phố trong tỉnh đã tổ chức ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân 2023. Đợt cao điểm được thực hiện từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023. Lực lượng công an thành phố Thủ Dầu Một thực hiện đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự ở các địa bàn trọng điểm gồm phường Phú Cường, Chánh Nghĩa, Phú Hòa, Hòa Phú, Phú Lợi, Phú Tân, đặc biệt chú trọng các khu vực công cộng, bến xe, chợ tự phát, khu vực tổ chức lễ hội, điểm du lịch, khu vui chơi, khu nhở xã hội, các địa bàn giáp ranh. Thành phố Thủ Dầu Một đặt ra mục tiêu chung của đợt cao điểm là kéo giảm phạm pháp hình sự 5% so với thời gian liền kề. Tỷ lệ điều tra khám phá hình sự đạt trên 85%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 90% trở lên. Tình hình tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, đảm bảo cho nhân dân được vui đón Tết 2023 an toàn, bình yên.